Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay thì em đưa lên kênh một sản phẩm nhìn rất là nhỏ gọn của hãng Sanyo. Sản phẩm này thì em đã từng đăng tải và bán nhiều trên kênh rồi. Chiếc đài này có mã là Sanyo, của mã của nó là MRA6W. Con này thì các bác có thể dùng pin pin là pin tiểu ấy ạ. Pin mà mình hay cho điều khiển của tivi ấy. Thì đây nó có lắp 2, 4, 6 quả pin. Đấy. Và ngoài ra thì có cả nguồn ngoài 9V để cắm adapter ngoài. Em mới tháo pin nó ra để test ở một chiếc đài khác. Thì hình thức chiếc đài này thì đẹp, khá đẹp. Đấy, em xin quay một vòng cho các bác xem. Và chiếc này lại sản xuất tại Nhật nhé. Chiếc này thì có thể chơi được cassette một cửa băng này. Ngoài ra thì radio có hai giải tần số, đó là AM và FM. FM thì full 108. Bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Đấy. Thế thì phần test FM thì em các radio thì em sẽ test ở phía sau, và bây giờ thì em sẽ test phần cassette cho các bác cùng tham khảo. Nhưng mà trước khi test phần cassette thì em xin quay hình thức cho các bác xem. Đài rất đẹp nhá, rất mới. Đấy. Và giá công khai chiếc đài này trên có mức giá là 1 triệu 800 ngàn đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bác nào chuyển khoản đủ thì bao ship, còn không thì em sẽ ship code cho các bác. Đấy. Đây là chỗ này là cái cổng cắm cái nguồn ngoài. Con này thì cắm nguồn 9V để cắm trực tiếp điện 220. Rất tiện dụng. Ngoài ra có thể dùng pin, các bác có thể xách đi chơi, du lịch hoặc đi tập thể dục rất là, hoặc uống cà phê. Đấy. Đài này em bán rất nhiều rồi, nhưng mà khi mua hàng thì các bác nhận được thì cảm xúc các bác có nhắn tin lại là cảm ơn vì đài rất nhỏ gọn và nghe rất hay. Thì bây giờ thì em sẽ Và test xin luôn một. mời các bác thưởng thức phần radio của nó nhé. Phần radio thì em sẽ bật nút đây, nút đấy, nút ra chuyển kênh này. Có phần hơi sai hoặc là mọi người cảm thấy nó hơi ngấy, nhưng mà cứ lạnh lạnh một tí thì món bánh chiên rán nóng hổi lại khiến người ta thèm kinh khủng đấy ạ. Và nhắc đến hàng bánh chưng rán nổi tiếng Hà Nội thì không thể nào bỏ qua quán bánh chưng bà Hiền tại khu vực là ngõ Thanh Hà gần ô Quan Chưởng. Hàng bánh chưng của bác Hiền này thì đã bán được là 30 năm rồi. Nó nép mình bên một cái góc phố rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Ở không gian quán thì cũng rất giản dị, chỉ đơn giản là một chiếc bếp nhỏ và một chiếc mâm mà thôi. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, quán bánh chưng bác Hiền ở đó đúng không ạ? Bếp nhỏ đó. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đây thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi, bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi. Biết cách điều trị nhiệt miệng như thế nào? Đối với các cái vết rết miệng nhỏ thì bạn không cần phải điều trị, thì những cái vết đấy nó sẽ tự khỏi sau 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên thì đối với những trường hợp bị nhiệt nặng thì có thể có các dấu hiệu nhiệt miệng như là nhiều vết rết lớn này, dai dẳng hoặc là đau bất thường. Quý vị cũng nên cần để được đến cơ sở y tế để được khám và chữa trị. Và không biết là Thu Minh có phải là một người gặp phải những cái triệu chứng nhiệt miệng này không ạ? Thu Minh có một cái khoảng thời gian là mình cũng rất là hay bị nhiệt miệng, và sau đấy thì mình cũng đã tìm cách để có thể tìm hiểu vừa để chữa cái việc nhiệt miệng nhanh hơn này, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là cái vấn đề nhiệt miệng ấy ạ, thì nó không chỉ liên quan tới vấn đề về sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái khía cạnh khác của cuộc sống của chúng ta nữa. Hơn nữa, bản thân mình là một người mà sử dụng lời nói, khi sử dụng nghe phần radio này thì có rất nhiều những cái thông tin bổ ích, từ thông tin về thời tiết, từ thông tin về thị trường, từ thông tin về an ninh, về chính trị, rồi là về chữa bệnh. Bác có nghe radio nhiều các bác mới hiểu, bởi vì em thì rất hay nghe radio. Bị nhiệt miệng. Và mong rằng là với những cái thông tin vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cách thức như vậy. Dạ vâng ạ, và tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã bước vào những giây phút cuối cùng rồi.
và hy vọng rằng là những giây phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trưa ngày hôm nay đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn. Và tới đây thì Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Ekip thực hiện chương trình: chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Anh cùng Cảnh sát Giao thông Bộ Công an danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cả nước có tổng cộng 21.040 ô tô hết niên hạn, trong đó có 6.143 ô tô khách và 14.897 ô tô tải. Cùng với danh sách gửi về các cơ quan liên quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đăng tải danh sách này trên cổng thông tin điện tử của Cục. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức lễ chạy thử nghiệm Metro số 1 diễn ra vào sáng mai 21 tháng 12. Theo đó, Metro số 1 được vận hành chạy trên đường dây nối giữa hai nhà ga, ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái, với chiều dài khoảng 8 km thuộc đoạn trên cao. Đây là sự kiện đánh dấu thêm một cột mốc mới của quá trình triển khai dự án. Lộ trình thử nghiệm diễn ra trong 30 phút, từ 10 giờ đến 10 giờ 30. Tàu sẽ di chuyển. Chợ bổ gan cho bố rồi. Thế hả con? Vâng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan Tâm Bình bố ạ. Ừ. Anh Minh cùng phòng con thỉnh thoảng bị mề đay mẩn ngứa, nhưng dùng bổ gan Tâm Bình hỗ trợ giờ ổn rồi. Anh khen lắm ạ. Ôi hay quá nhỉ. Vâng, bổ gan Tâm Bình có các thảo dược như giảo cổ lam, cà gai leo, artiso, đặc biệt là có khúng khén kế sữa đấy ạ. Ừ. Bổ gan Tâm Bình hỗ trợ tăng cường chức năng gan, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan. Còn mua luôn 3 tháng cho bố rồi đấy ạ. Ôi cảm ơn con gái nhá. Vâng ạ. Bổ gan hỗ trợ giải độc. Quê hương ấm áp trong lòng. Vâng, vừa rồi là các bác là nghe phần test radio. Bây giờ em chuyển sang phần test tiếp theo. Và bây giờ thì em mời các bác là nghe phần test cassette nha. Đây cho nhỏ volume nhé. Em mở nhỏ vì trong cái khung cảnh giờ trưa đang không mở to. Anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời. Cuộc tình đầu tiên anh dành cho em. Từ lúc đôi ta đi học cùng trường, mộng mơ trang vợ học trò, kỷ niệm con đó tên em. Em nhớ không em những lần hẹn hò, ngày nào bên nhau như hình với bóng, tay ấm trong tay em thường bảo rằng dù cho núi lở non mòn, tình ta sẽ chẳng đổi thay. Hai đứa gần nhau, người ơi xa nhau đừng quên ước thề, mai đây rồi anh sẽ về, thỏa lòng chúng mình mong nhớ. Cho thấm nồng môi tình xanh ngất trời, anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời. Sẽ là mãi mãi, ta sẽ bên nhau xây mộng ngàn đời, tình yêu cao đẹp tuyệt vời, nụ cười tươi thắm trên môi.
nào bên nhau như hình với bóng. Tay ấm trong tay em thường bảo rằng dù cho núi lở non mòn, tình ta sẽ chẳng đổi thay. Vâng, Thế Giới Đài xin kết thúc video test giới thiệu chiếc đài Sanio tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh, ủng hộ sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Và công khai giá sản phẩm trên có mức giá là 1.800.000 đồng, trừ bao gồm phí vận chuyển. Bác nào chuyển khoản đủ bao ship được tặng một cuốn băng để test đài. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.